Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nha. Đầu tiên, cô có hình ảnh của một bạn nữ. Bạn này đang cắt giấy. Chúng ta có động từ cắt là kirimasu. Cắt giấy sẽ là kami o kirimasu. Hay, bài hôm nay chúng ta sẽ học cụ thể hơn là cắt giấy bằng cái gì? Chúng ta có thể thấy là bạn ấy đang dùng kéo để cắt giấy. Kéo trong tiếng Nhật gọi là hasami. Và cô có mẫu câu tiếng Nhật tương ứng như sau. Hasami de kami o kirimasu. Cắt giấy bằng kéo. Cô có mẫu cấu trúc ngữ pháp cụ thể như sau. Danh từ chỉ công cụ hoặc là phương tiện nào đó đi với trợ từ de, sau đó là động từ. Mẫu ngữ pháp này có ý nghĩa là làm bằng công cụ hoặc là phương tiện nào đó. Trong đó, trợ từ đế dùng để biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó. Chúng ta có làm bằng công cụ gì, phương tiện gì thì chúng ta để cái đó. Và khi mà chúng ta muốn hỏi là làm bằng cái gì thì chúng ta có nghi vấn từ là nan để. Ví dụ chúng ta muốn hỏi là cắt giấy bằng cái gì thì chúng ta sẽ hỏi là nan de kami o kirimasu ka? Hay nếu cắt giấy bằng kéo thì là hasami de kami o kirimasu. Để hiểu hơn về mẫu cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đến với những câu ví dụ sau đây. Hay đầu tiên cô có hình ảnh của một bạn nam, bạn ấy đang ăn cơm. Gohan o tabemasu. Dewa nan de gohan o tabemasu ka? Này, bạn ấy ăn cơm bằng cái gì? Chúng ta có thể thấy là bạn ấy đang ăn cơm bằng đũa. Đũa trong tiếng Nhật gọi là hashi. Vậy thì cô sẽ trả lời là hashi de gohan o tabemasu. Ăn cơm bằng đũa. Các bạn cùng lặp lại với cô nào. Hashi de gohan o tabemasu. Tiếp theo, cô có người này, vẫn là hành động, ăn cơm, gohan o tabemasu. Nhưng mà, chị ấy ăn cơm bằng dao và nĩa. Dao trong tiếng Nhật là knife, nĩa là fork. Vậy thì chúng ta sẽ có câu là knife to fork de gohan o tabemasu. Ăn cơm bằng dao và nĩa. Tiếp theo, cô có hình ảnh của một bạn trai đang sử dụng máy tính để làm gì đó. Bạn ấy đang gửi email. Chúng ta có động từ gửi là okurimasu. Gửi mail sẽ là meru o okurimasu. Dewa, ano hito wa nan de meru o okurimasu ka? Hai. Pasokon de meru o okurimasu. Tiếp theo, còn có hình ảnh của một ông lão, ông ấy đang viết thư đúng không nào? Hay, chúng ta có động từ viết thư sẽ là tegami o kakimasu. Nhìn vào trong hình chúng ta cũng có thể thấy rằng là ông ấy đang viết thư bằng tiếng Nhật. Vậy câu đó chúng ta nói như thế nào? Viết thư bằng tiếng Nhật. Hay, Nihongo de tegami o kakimasu. Đó là viết thư bằng tiếng Nhật. Vậy nếu như viết thư bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói là Betonamu go de tegami o kakimasu. Viết thư bằng tiếng Anh. Hay ego de tegami o kakimasu. Cứ tương tự như thế. Hay các bạn đã nắm được chưa nào? Các bạn hãy nhớ cho cô nhé. Làm bằng cái gì thì để cái đó. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Arigatou gozaimashita.